Đây là tô canh bí đao cuộn với tôm tươi. Mình đã múc ra tô để ăn này các bạn. Các bạn thấy nhìn những cái miếng bí đao cuộn với lại tôm tươi thịt nè, rồi những cái con tôm khô nữa, rồi những cái cọng hành cột và những cái hành lá cắt nhỏ. Những cái màu sắc nó rất là hài hòa với nhau nè. Nguyên liệu để mình nấu cái món canh bí đao cuộn với tôm thịt thì đầu tiên là mình có một quả bí đao này các bạn. Mình đã gọt vỏ sạch sẽ rồi. Bí này mình lựa cái quả nó còn non nha. Rồi mình có một ít cái hành lá, một lát nữa mình sẽ trụng sơ để mình cột. Rồi những cái nguyên liệu mà đi kèm á, là có chỗ này là 20 g tôm khô mình đang ngâm nè. Rồi ở đây mình có 50 g tôm tươi mình đã băm nhỏ nè. Mình lột vỏ rồi lấy chỉ đen rồi băm nhỏ. Ở đây là 100 g thịt nạc mình cũng băm ra rồi nha. Cái này mình nó có xíu mỡ mỡ thì nó ngon. Và ở đây mình có 100 g mọc. Mọc tức là cái giò sống á, là mình mua ở chợ các bạn. Rồi mình có cái đầu hành trắng mình băm nhỏ, hành lá cắt nhỏ. Còn những cái gia vị á, thì mình có ở đây là bột nêm này, tiêu, rồi khoảng 1 muỗng canh nước mắm, rồi 1 xíu bột ngọt này. Bây giờ mình trộn thịt nạc bằm mình cho vô chung với lại mọc và tôm bằm cũng vậy nè. Mình cho chung vô, rồi mình nêm vô đây một miếng hạt nêm nha và 1 xíu tiêu. Rồi mình dùng cái phới này nè để mình quết cho nó đều, cho nó thấm với gia vị và nó đều với nhau. Mình sử dụng cái dao hai lưỡi để mình bào bí nè các bạn. Mình bào bí ra thành những cái lát dài dài nha. Bí mình đã bào hết một quả ra rồi nè các bạn. Rồi cái hành lá này mình cũng đã trụng sơ để cho nó mềm rồi. Bây giờ mình cuộn nha. Mình sẽ lấy ra một miếng nè. Mình đặt lên trên cái mặt phẳng ha. Rồi mình cho cái chỗ mà thịt tôm và mọc mình đã trộn sẵn khi nãy này. Rồi mình cuộn vô ha. Khi mà mình cuộn xong thì mình lấy một cái cọng hành lá này các bạn. Mình cột vô nha. Mình cột cái kiểu gì cũng được, miễn là cột vô để cho cái thịt đó nó nằm ở bên trong rồi. Như vậy là được rồi các bạn. Mình cứ làm tiếp tục cho nó hết cái phần bí và phần nhân này nha. Mình bật bếp lên. Mình bắc lên đây một cái nồi và mình có cho vô khoảng 1 muỗng dầu ăn. Để khi mà mình thấy nó đã sôi sôi rồi thì mình cho cái đầu hành trắng này vô. Mình đảo cho nó thơm. Khi hành nó đã thơm rồi thì mình cho những cái con tôm này. Mình vớt tôm thôi, mình không lấy nước. Nước một lát nữa mình cho sau nha. Rồi tiếp tới là mình cho cái phần nước tôm khi nãy mình ngâm vô nha. Rồi mình chế thêm một ít nước ở ngoài nữa nè. Mình cho như vậy là được rồi đó. Rồi mình đợi để nấu sôi lên nha. Nồi nước canh nó đã sôi rồi nè các bạn. Mình nêm vô nha. Mình nêm vô đây một ít nước mắm nè. Và mình cũng có nêm vô một xíu muối nữa. Khi mình nêm vô rồi á thì ở đây nè các bạn. Khi nãy mình cuộn những cái lát bí đao với cái phần nhân ở bên trong, mình cuộn hết được một dĩa rồi, còn những cái miếng bí đao nhỏ thì mình thiếu cái dây hành, cho nên mình lấy cái tăm á, mình cặp nó vô như vậy cho nó khỏi rớt ra nha.
Rồi bây giờ khi mà mình nêm rồi thì mình thả những cái miếng bí đao này vô, mình thả nhẹ nhẹ thôi để nó khỏi bung đó các bạn. Khi mình cho bí đao vô hết rồi thì mình nấu để cho cái phần thịt ở bên trong nó chín cũng như phần bí đao nó chín. Thì mình để lửa nhỏ thôi nha. Nồi canh bí đao cuộn tôm thịt đó, từ nãy giờ mình để lửa nhỏ và nó sôi riu riu cũng được khoảng cỡ 10 phút. Nó đã chín cái phần nhân thịt cũng như cái phần bí nó cũng mềm rồi. Thì mình sẽ nêm nếm cho nó vừa khẩu vị của gia đình nha. Rồi cuối cùng là mình nêm bột ngọt vô nè. Mình nêm xíu bột ngọt. Và mình cũng nêm một ít hành lá cắt nhỏ vô nữa. Rồi mình tắt bếp nha. Đây là tô canh bí đao cuộn với tôm tươi. Mình đã múc ra tô để ăn này các bạn. Các bạn thấy nhìn những cái miếng bí đao cuộn với lại tôm tươi thịt nè. Rồi những cái con tôm khô nữa. Rồi những cái cọng hành, cột và những cái hành lá cắt nhỏ. Những cái màu sắc nó rất là hài hòa với nhau nè. Mà không những đẹp mắt mà cái món này ăn mát lắm đó các bạn. Mến chào các bạn nha.